Minh Toàn mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang đứng tại cái cầu tàu của ở trong bán đảo Tuần Châu thuộc thành phố Hạ Long. Hôm nay Minh Toàn sẽ quay những cái hình ảnh của Tuần Châu gửi đến quý bà con cô bác. Như quý bà con cô bác đang nhìn thấy thì trước mặt quý bà con cô bác thì đang có một cái con tàu. Con này thì vừa đưa du khách từ ngoài vịnh về đây. Du khách thì bây giờ đang lên rồi chứ không ở trên tàu nữa. Tàu này thì đang đậu ở đây. Tàu này có tên là, hình như là tên của tàu là Âu Cơ. Và khi tàu về với ở trong đất liền, từ ngoài vịnh mà về đất liền thì sẽ đi đậu ở dọc theo các cái cầu tàu như thế này. Đây các cầu tàu, và sẽ du khách sẽ đi theo đường này lên. Trên tàu này lúc mà tàu lên thì cũng sẽ được nạp xăng. Đây là xăng. Đấy, xăng dầu. Bơm xăng, bơm dầu. Đây, đây là đường ống xăng dầu. Đấy. Khi mà tàu về là phải nạp nguyên liệu như thế này quý bà con. Ở đây thì quý bà con của bác cũng có thể cảm nhận được là cái cầu tàu này là cái cầu tàu mà khá là dài, thu hút rất là nhiều cái tàu về neo đậu ở đây. Khi mà đưa quý bà con cô bác cũng như là du khách đi tham quan vịnh xong rồi về đến đây để vào trong đất liền thì đây là một trong cái nơi tàu sẽ đậu. Và khi mà tàu đậu thì quý bà con cô bác cũng sẽ nhìn thấy ở đây là một cái cảnh mà tàu neo đậu ở đất liền ở ngoài vịnh về, người ta sẽ thả dây đấy, thả dây xong rồi người ta sẽ cột neo, thả neo xuống và cột dây vào. Vào mùa này thì theo cá nhân Minh Toàn nhìn thấy thì chủ yếu là khách du lịch của nước ngoài, chứ khách của Việt Nam thì cũng rất là ít, bởi vì mùa này không phải là mùa du lịch quý bà con. Đây, khi mà tàu về thì sẽ neo đậu và khách thì có thể là du lịch. Đi du lịch thì chúng ta có thể là ngồi trong boong, cũng có thể ngồi trên boong, cũng có thể là ở dưới âu tàu, ở dưới các cái khoang hành khách, hoặc là đứng trên âu tàu như thế này để đứng trên boong tàu như thế này để chúng ta quan sát được các cái cảnh đẹp. Đấy, như xa xa đầu kia thì quý bà con có thể thấy một cái con tàu bắt đầu đi ra vịnh. Và tàu đấy cũng khá là lớn. Có một số cái du khách mà đang ngồi ở trên boong tàu. Và khi mà tàu cập bến liền như thế này thì hành khách sẽ được các cái nhân viên đưa hành lý lên trên đất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đưa bóng về phần support cho chú với trong trường hợp. Rồi xin mời ba tin chúng ta tập trung vào với nhau đây và người đồng hành đúng không? Người đồng hành đúng không? Người đồng hành là bây giờ chúng ta không chung hợp đâu ạ, người chung hợp đúng không? Không nghe là cái bàn chung hợp, chúng tôi là một người đồng hành. Anh chị nói là một các bên chúng ta làm một việc và các bên chúng ta làm kết quả vào việc đó. Và cái gì chúng ta làm được? Chúng ta làm tổng kết ra tổng đồng được. Chúng ta đưa vào một cái bên chương trình. Tại nhà là những điều nhiên và tổng đồng đánh đạo của mình. Thứ hai, chúng ta đưa vào một cái kết quả đánh đồng bên chúng ta nắm kết quả những người không chỉ chúng ta được một là nâng cao của mình một mà chúng ta đốc ra được một hiệu quả nhất. Thứ ba, chúng ta đang làm ra